Rồi, em xin chào nhà nha. Em lên cho nhau một con báo thức. Bữa giờ anh em hỏi báo thức vuông nè. Con này của Nhật sao băng báo thức. Mới độ mới cao vuông, cái này đen nhám. Mặt sau đây. Thì con này báo thức báo code chung, báo thức với báo báo tiếng với giờ chung luôn nè. Lên code nè. Cái nút này chỉnh nhanh chậm trong thời gian mình xài chạy nhanh chậm. Tăng tới tăng lui đây, sao băng. Nè, cái này chỉnh giờ này, nút giữa là chỉnh giờ này nha, bị chỉnh giờ ha. Rồi cái bật báo thức là đây nè, bật báo thức bên hông, bật báo thức lên. Rồi xe báo thức là bên hông ấy nha, nè, cái bánh xe để xe cho báo thức luôn. Nó báo thức thì xả code lại thôi, xả code lại thôi. Rồi tắt báo thức. Rồi ok hết nha, này em chỉnh ok rồi, chạy cũng ok nè, của Nhật, gòn bụi luôn, gòn bụi của Nhật chưa có vệ sinh luôn nha, mà độ mới còn cao quá. Này hình như nó rớt con ốc đi, có gì em lắp thêm con ốc cho, như có còn con ốc, lắp thêm con ốc nữa nha, chỗ cứng nha. Rồi y vậy nha, thì nó có cái chốt gài đây nè, nhưng mà kiểu rớt thì không nhầm gì, không thành vấn đề nha, tự mình xài mình phải để gì rồi nè đó. Còn mình gài vô thì cũng nằm xuống vậy thôi đó. Không thành, không có cái chốt cũng không sao ha. Rồi y vậy nha đó. Một con báo thức của nội địa Nhật nha, sao băng nha. Xe ngang của nó luôn 58, tưởng luôn là bộ 59 mỏng. Cái vỏ nó 70 71 nha. Rồi con này em bán 450 thôi, mã báo thức 1, 450k báo thức 1 ha. Độ mới cao, này sưu tầm được cho mấy bé, báo thức cho mấy bé sáng đi học cũng được, hoặc là anh em mua sưu tầm, nó thuộc dạng cổ mà. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.